Thuris đang mất dần sức hút. Theo báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, số người sử dụng mạng xã hội Thuris hàng ngày đã giảm gần 70% so với thời kỳ đầu. Thời lượng trung bình người dùng dành cho nền tảng này là 4 phút, thấp hơn nhiều so với mức 19 phút trong ngày đầu ra mắt. Còn theo báo cáo của Fox, số người dùng Thuris hàng ngày hiện vào khoảng 13 triệu người, giảm hơn 3 lần so với mức 44 triệu người dùng vào ngày 7 tháng 7. Tuy nhiên, chia sẻ với tờ Wall Street Journal, Meta khẳng định sẽ tiếp tục phát triển các tính năng mới để giữ chân người dùng trên nền tảng Threads. Mới đây, Meta đã phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên cho Threads, cung cấp nhiều tính năng người dùng đang trông chờ. Đặc biệt là tab theo dõi mới, cho phép người dùng xem ai đang theo dõi họ. Threads trở thành dịch vụ Internet cán mốc nhanh nhất thế giới, ghi nhận 100 triệu lượt đăng ký tài khoản chỉ sau 5 ngày ra mắt. Tốc độ đăng ký tài khoản của Threads thậm chí còn vượt qua cả chat GPT. Lý do giúp Threads đạt được lượng người dùng nhanh chóng một phần đến từ việc ứng dụng cho phép người dùng kết nối và đăng nhập trực tiếp từ Instagram và nhờ tận dụng đúng giai đoạn rối ren của mạng xã hội do tỷ phú Elon Musk sở hữu. Tuy nhiên, nền tảng này của Meta cũng vấp phải nhiều lo ngại liên quan tới sử dụng dữ liệu cá nhân cũng như sự an toàn của trẻ em.